Vậy câu chuyện, bà Năm làm giàu bằng một cổ vải. Bà Năm đang trên đường đi làm về, bà Năm ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây. Tay bà Năm cấn cấn cái gì đó, bà Năm nhặt lên xem. Ồ thì ra là một cổ vải, bà Năm đang đói và tính ăn cổ vải ấy. Nhưng đầu bà Năm chợt nảy số, bà Năm quyết định đem cổ vải này về trồng. Bà Năm chăm chỉ, chăm sóc cho cổ vải nảy mầm. Cây vải lớn nhanh như thổi, rồi đơm hoa kết trái. Nhưng nào ngờ, một ngày nọ, đàn bò nhà bà Tám tới chỗ cây vải nhà bà Năm, ăn hết sạch vải của bà Năm và é ra đầy vườn của bà Năm. Bà Năm đi làm về thấy cây vải đã trơ trụi. Bà Năm buồn, bà Năm khóc. Trời đột nhiên đổ cơn mưa. Từ những đống phân bò ấy, các hạt vải bắt đầu nảy mầm và lớn nhanh như thổi. Bà Năm giờ có cả một vườn vải rộng hàng ngàn hecta. Bà Năm có những mùa vải bội thu. Vải của bà Năm được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Bà Năm đã thoát nghèo và trở nên giàu có. Oh my god! Wow! Vẽ câu chuyện, bát cơm ngon nhất vũ trụ. Các bạn đoán xem bát cơm 10.000 có gì? Đây là bát cơm chay 10.000. Ngày xưa lúc còn là sinh viên bà Năm hay ăn nè. Còn bát cơm 20.000 thì có gì nhỉ? Sẽ có thêm được miếng thịt. Bà Năm là sinh viên nghèo nên lâu lâu mới có thịt để ăn. Vậy bát cơm 100.000 thì sao? Đây là bát cơm sau khi bà ra trường và đã kiếm được tiền rồi đó. Thế còn bát cơm 1 triệu sẽ như nào? Là bát cơm bà Năm được ăn mỗi khi công ty đãi tiệc. Bát cơm 100 triệu thì như thế nào? Bát này bà Năm chỉ dám nhìn quảng cáo thôi. Thế bát cơm 1 tỷ sẽ ra sao? Bát cơm này thì để tới bà Năm ngủ bà mơ nhé. Thế còn bát cơm vô giá sẽ như thế nào đây? Đây là bát cơm vô giá mà bà đã từng được ăn. Bà ước được ăn bát cơm vô giá đó lại một lần nữa. Còn bạn, bạn thích ăn bát cơm nào nhất? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Vẽ câu chuyện, học sinh ngoan với học sinh hư, thái độ học tập, điểm số học tập của cả hai. Lúc ở nhà, sau khi ra trường đi xin việc, công việc của cả hai sẽ ra sao? Tiền lương nhận được mỗi tháng, tương lai sẽ như thế nào? Vẽ câu chuyện, sự trả thù ngọt ngào. Lan không được xinh đẹp như những cô gái khác. Vì thế Lan thường bị chồng mình là Hùng coi thường và phản bội. Hùng thường xuyên lén lút gặp gỡ những người phụ nữ khác, bỏ mặc Lan trong nỗi đau khổ và cô đơn. Một ngày nọ, Lan quyết định không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Lan bắt đầu chăm sóc bản thân, tập luyện thể dục mỗi ngày và thay đổi phong cách ăn mặc. Lan cũng học thêm nhiều kỹ năng mới và trở nên tự tin hơn. Trong bữa tiệc cuối năm, Lan xuất hiện vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp và quyến rũ. Khi Hùng nhận ra sự thay đổi của Lan, Hùng tiến đến cố gắng níu kéo và xin lỗi Lan. Nhưng Lan đã không còn là cô gái yếu đuối của ngày xưa. Lan từ chối Hùng và tiếp tục sống cuộc sống mới của mình, hạnh phúc, tự do và thành đạt. Hùng thì phải sống trong sự hối hận và cô đơn. Anh đã đánh mất người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Câu chuyện của Lan là một minh chứng cho sức mạnh của sự tự tin và quyết tâm. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chúng ta có thể thay đổi và làm chủ số phận của mình. Vẽ câu chuyện, món quà sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của ông Năm. Bà Năm quyết định chơi lớn, mua luôn con phượng hoàng lửa mới toanh tặng ông Năm. Oh my god! Wow! Ông Năm nhìn thấy mừng rớt nước mắt. Ông Năm phóng lên xe ngồi, đập số, dồ ga và phóng đi với tốc độ bàn thờ. Ôi trời ơi! Và ông Năm lên bàn thờ ngồi luôn.